cắt trái cây như này thì lấy chồng được chưa các bác? Mẹ em suốt ngày cứ kêu con gái con lứa mà không biết cắt trái cây thì khỏi lấy chồng nhá. Mẹ khoài. Giờ đây chỉ cần một bộ dụng cụ khắc tỉa 3 món với thiết kế thông minh 3 trong 1 thì em còn làm được luôn đầu bếp nhà hàng 5 sao ấy chứ. Thoải mái khắc tỉa nhiều hình thù khác nhau tùy theo sáng tạo. Gọt vào bên ngoài trong một nốt nhạc luôn. Bình thường thì em khó nhất ở phần lấy ruột trái cây, nhưng giờ thì một khuấy là xong luôn rồi. Nạo lấy phần thịt vừa ăn mà không bị chảy nước ra ngoài luôn nè. Các bác nào mà còn khổ sở trong việc gọt trái cây giống em thì rước ngay em bộ dụng cụ khắc tỉa này về ngay thôi. Sản phẩm em để ở dưới link này nha.